Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình thời sự ngày hôm nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thiêng liêng lễ thượng cờ kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi tại Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm 2024. Nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung với không khí của cả nước kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tại sân vận động huyện Than Uyên, ban tổ chức Tết độc lập năm 2024 đã tổ chức lễ thượng cờ. Buổi lễ diễn ra trong không khí thiêng liêng, trang nghiêm, xúc động và đầy ý nghĩa. Ngay từ sáng sớm, chính quyền địa phương, cán bộ chiến sĩ, nhân dân và du khách đã có mặt tại sân vận động huyện Than Uyên để tham gia lễ thượng cờ thiêng liêng. Đội hình thực hiện nghi lễ thượng cờ là những tiêu binh tượng trưng cho những chiến sĩ đầu tiên của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đúng 7 giờ 30 phút sáng mùng 2 tháng 9, nghi thức thượng cờ được tiến hành trong bầu không khí trang nghiêm dưới nền nhạc bài Tiến quân ca hào hùng. Người dân và du khách tại huyện Than Uyên trang nghiêm cùng hướng về phía lá cờ Tổ quốc với lòng đầy tự hào. Là một công dân của huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu và cũng là một công chức viên chức, thì bản thân hôm nay được dự lễ thượng cờ mà là một cái truyền thống của nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu nói chung và huyện Than Uyên nói riêng, thì bản thân tôi rất là vinh dự và cảm thấy rất là tự hào và hạnh phúc. Nghi thức thượng cờ được thực hiện trang nghiêm với sự tham dự của trên 1.000 cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện Than Uyên, tất cả mọi người trong trang phục chỉnh tề, nghiêm trang, hướng mắt lên lá cờ Tổ quốc cùng hát vang quốc ca. Nhìn theo lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, ai cũng xúc động và tự hào khi được tham gia lễ thượng cờ tại nơi quê hương cách mạng. Đứng dưới lá quốc kỳ, các thế hệ huyện Than Uyên quyết tâm giữ vững tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước và xây dựng huyện Than Uyên ngày càng đổi mới phát triển. Đây là lần đầu tiên em tham gia lễ thượng cờ và cảm xúc của em thì khá là vui và tự hào khi được đứng dưới lá cờ. Em thấy biết ơn khi đã có các thế hệ cha ông ta đi trước để xây dựng một Than Uyên giàu đẹp như thế hôm nay. Với thế hệ trẻ của em là em sẽ học tập thật tốt để tham gia góp phần xây dựng Than Uyên giàu đẹp. Hôm nay tôi rất vinh dự tự hào được tham dự cái lễ thượng cờ tổ chức tại huyện Than Uyên. Thì đối với cá nhân tôi thì tiếp nối truyền thống của cha ông đi trước, thì đối với cá nhân tôi thì luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao, đảm bảo an ninh trật tự cho bà con nhân dân, phát triển kinh tế, làm sao đưa đất nước ta ngày càng phát triển vững mạnh và đổi mới. Buổi lễ diễn ra trong không khí thiêng liêng, trang nghiêm, xúc động, đầy ý nghĩa. Lễ thượng cờ tổ chức nhằm tôn vinh lá cờ Tổ quốc và tỏ lòng tri ân với những chiến sĩ đang bảo vệ biên giới Tổ quốc, sự biết ơn của cán bộ chiến sĩ, nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung, đối với thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương để giành độc lập, bảo vệ hòa bình, cũng là lời hứa quyết tâm, nguyện đoàn kết, đồng sức đồng lòng xây dựng tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển bền vững. Sáng ngày 2 tháng 9 tại khu vực hồ thị trấn Than Uyên diễn ra giải đua thuyền đuôi én. Đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên và đông đảo nhân dân du khách dự và cổ vũ giải đua thuyền đuôi én. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ ngày Tết độc lập mùng 2 tháng 9 tại huyện Than Uyên. Tham gia giải đua thuyền đuôi én có 13 đội, hơn 100 vận động viên là người dân trên địa bàn các xã thị trấn huyện Than Uyên và huyện Mường Tè, Nậm Nhùn. Với hai nội dung thi là đội nam và đội nữ, mỗi đội gồm 10 vận động viên. Các đội thi tranh tài với chiều dài 1.000 mét đường thủy. Đây là hoạt động khơi dậy tinh thần thể thao trong đồng bào các dân tộc huyện Than Uyên, rèn luyện thân thể khỏe để lao động và bảo vệ Tổ quốc theo gương Bác Hồ vĩ đại, và đó góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn, thu hút khách du lịch đến với địa phương. Năm nay, với quy mô tổ chức cấp tỉnh, chương trình Tết độc lập tại huyện Than Uyên với nhiều hoạt động văn hóa thể thao hấp dẫn, thú vị, thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham gia trải nghiệm và thưởng thức. Tại không gian phố đi bộ 15 tháng 10, diễn ra nội dung thi giã bánh dày của 8 xã có đồng bào dân tộc Mông sinh sống trên địa bàn huyện. Theo quan niệm xưa, bánh dày của người Mông không chỉ là biểu tượng cho tình yêu, sự thủy chung son sắt
mà còn tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời và là nguồn gốc sinh ra con người và vạn vật trên mặt đất. Trong không gian văn hóa các dân tộc đã tái hiện lễ hội Kinpang, lễ hội nhảy lửa, lễ hội mừng cơm mới, trình diễn đàn lát thêu thùa và giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các câu lạc bộ yêu văn hóa dân tộc Thái đến từ các địa phương trong tỉnh và các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai. Kịch tính hấp dẫn thu hút đông đảo du khách cổ vũ đó là giải đua mô tô địa hình Than Uyên Enduro Dragon Cup 2024 với hơn 60 vận động viên đến từ các câu lạc bộ mô tô thể thao địa hình trong cả nước và vận động viên quốc tế Anh, Nam Phi, Pháp. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung thi đấu là mô tô cào cào hạng chuyên nghiệp, mô tô cào cào hạng bán chuyên và mô tô cào cào hạng mở rộng. Thể loại đường đua Han Enduro, đường đua khó dành cho các vận động viên chuyên nghiệp, đường đua xe địa hình là đường đất và các chướng ngại vật đạt tiêu chuẩn để các vận động viên thể hiện các kỹ năng tài năng lái xe. Một trong những chương trình thu hút đông đảo du khách nhân dân tham gia đó là chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc Lập với các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm nét văn hóa của vùng Tây Bắc. Đặc biệt vòng xòe đại đoàn kết với sự tham gia của trên 2.000 diễn viên và nhân dân tạo nên một cảnh sắc lung linh huyền ảo giữa núi rừng Tây Bắc. Song song với đó là các môn thi đấu thể thao dân tộc, trưng bày quảng bá giới thiệu sản phẩm, thi ẩm thực và các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, trong chuỗi hoạt động chào mừng Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 và Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm 2024, Ban tổ chức Tết Độc Lập phối hợp với câu lạc bộ mô tô thể thao địa hình thành phố Hà Nội tổ chức giải đua xe mô tô địa hình Than Uyên Enduro Challenge Cup 2024. Giải đua đã mang đến những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn và kịch tính cho những người đam mê tốc độ. Cùng với đó giúp người dân và du khách được thưởng thức, chiêm ngưỡng những màn tranh tài sôi nổi, mãn nhãn trên đường đua của các vận động viên. Tham gia giải đua xe mô tô thể thao địa hình Than Uyên Enduro Challenge Cup 2024 có 66 vận động viên tham gia thi đấu ở 3 nội dung là mô tô cào cào hạng chuyên nghiệp, mô tô cào cào hạng bán chuyên và mô tô cào cào hạng mở rộng. Với đường đua xe địa hình là đường đất, có các chướng ngại vật đạt tiêu chuẩn để các vận động viên thể hiện các kỹ năng, tài năng lái xe. Dù thời tiết nắng nóng, nhưng hàng trăm khán giả và du khách đều có mặt từ sớm để cổ vũ nhiệt tình cho các vận động viên. Tôi cũng ra đây từ khá sớm và là một người dân năm nay được trải nghiệm thì tôi thấy là cái đường đua của năm nay là khó hơn năm ngoái và độ nguy hiểm, độ dốc của nó rất là nguy hiểm đối với các vận động viên. Tuy nhiên là tôi qua cái sự cống hiến của các vận động viên thì tôi thấy là năm nay là các vận động viên là cống hiến cho người dân một giải đua rất là đẹp và ý nghĩa và hào hứng cho người dân. Mặc dù là bình thường là chúng tôi chỉ được xem qua TV thôi, nhưng mà hôm nay là được tận mắt chứng kiến thì tôi thấy là các động viên đã cống hiến cho người dân một trận đua rất là tuyệt vời ạ. Đua xe mô tô địa hình là môn thể thao mạo hiểm phát triển nhanh chóng tại Việt Nam trong thời gian gần đây, mang đến những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn và kịch tính cho những người đam mê tốc độ cũng như sự hứng thú cho người xem. Đây là lần thứ hai giải đua xe mô tô địa hình Than Uyên Enduro Challenge Cup 2024 được Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên phối hợp với câu lạc bộ mô tô thể thao địa hình thành phố Hà Nội tổ chức. Cung đường đua khó và có độ dốc cao đã tạo ấn tượng cho nhiều vận động viên tham gia thi đấu. Đây là lần đầu tiên tôi đua xe ở đây, đường đua khá khó nhưng mà vui. Ở đây thấy mọi người rất hiền lành và cảnh quan thiên nhiên rất đẹp. Tôi sẽ quay lại đây nhiều lần nữa. Đây là lần thứ hai tôi tham gia giải đua xe mô tô địa hình ở Than Uyên. Năm ngoái tôi đã tham gia rồi và năm ngoái thì tôi thấy là cái địa hình nó cũng rất là hay, chạy dọc một con suối rất là đẹp và cũng khá là thử thách. Nhưng mà năm nay tôi ra địa hình hoàn toàn khác, chúng ta sẽ có những cái dốc rất là cao và các cái địa hình nhân tạo thì tương đối là phức tạp và thử thách tất cả những kỹ năng và kỹ thuật của người đua. Thứ hai là một cái vòng chạy vòng quanh hồ thì cũng quanh một cái hồ rất là đẹp và đây là cơ hội để cho bà con nhân dân có thể là xem và chứng kiến những cái màn biểu diễn của các vận động viên. Giải đua không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh huyện Than Uyên nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện và du khách trong khuôn khổ chương trình Tết Độc Lập và Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, nêu cao trách nhiệm, tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông đang được lực lượng cảnh sát giao thông tập trung triển khai
trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phản ánh của phóng viên thời sự về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài trong 4 ngày, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế những trường hợp tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh đã bố trí 100% quân số, túc trực 24/24 giờ, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm. Đặc biệt trong dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Tết độc lập tại huyện Than Uyên. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và đặc biệt là cái chương trình Tết độc lập ở trên địa bàn huyện Than Uyên. Năm nay thì cũng do địa bàn của tỉnh tổ chức. Thì cũng theo như các năm ấy thì lực lượng cảnh giao thông thì lúc nào cũng được tăng cường. Lãnh đạo bộ chỉ đạo rồi lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo tăng cường 100% quân số tuần tra kiểm soát rồi thì đảm bảo trật tự an toàn giao thông 24/24 giờ. Làm sao để đảm bảo thật sự là cho nhân dân đến vui Tết độc lập được đảm bảo an toàn. Nhân dịp mùng 2 tháng 9 Quốc khánh thì tôi hay đưa các cháu đi ra sân vận động chơi, nhưng mà trong thời gian đưa các cháu đi chơi thì tôi luôn chấp hành luật an toàn giao thông, không chở quá số người, không tham gia giao thông khi uống rượu bia. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài, lưu lượng người đi thăm thân là rất lớn, việc người dân sử dụng rượu bia sẽ tăng. Chính vì vậy, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông sẽ cao. Bên cạnh một bộ phận người dân, thanh thiếu niên còn cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ, thì đa phần người dân trên địa bàn tỉnh đã nghiêm chỉnh chấp hành, đặc biệt là nói không với việc sử dụng rượu bia khi lái xe. Trong quá trình lái xe thì trong dịp lễ thì tôi cũng tuân thủ các cái quy định của luật an toàn giao thông trong quy trình di chuyển, và nhất là không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Với sự chủ động tích cực trong công tác tuyên truyền cũng như triển khai các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông, tin tưởng rằng dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay sẽ diễn ra an toàn, nhân dân và du khách thập phương sẽ được đi lại thuận lợi nhất. Thưa quý vị và các bạn, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Để thiết thực lập thành tích chào mừng các sự kiện này, đầu tháng 7 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội thi đua yêu nước với ý nghĩa cũng như là những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện hiệu quả đợt phát động thi đua sâu rộng này. Ông Trần Đức Hiền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ sẽ thông tin cụ thể qua cuộc phỏng vấn sau. Trước tiên cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời tham gia trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu. Thưa đồng chí có thể cho biết là những năm qua triển khai các phong trào thi đua yêu nước cùng với lại công tác thi đua khen thưởng ở trên địa bàn tỉnh đã thúc đẩy các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đạt hiệu quả ra sao? Thực hiện các cái mục tiêu thi đua của tỉnh trong những năm qua đã đạt được những cái kết quả rất là đáng phấn khởi và khích lệ động viên. Cụ thể như là cái tỷ lệ lương thực có hạt đạt 226.000 tấn, vượt mục tiêu nghị quyết đã đề ra, và cái kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh thì một tỉnh khó khăn nhưng mà chúng ta cũng đã phấn đấu đạt 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt cái tỷ lệ là 57.5% các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong toàn tỉnh, và thực hiện cái mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo thì toàn tỉnh là giảm bình quân từ 3-4%, những huyện nghèo giảm 5% trở lên, và cái tỷ lệ khách du lịch trong những năm qua thì hàng năm đạt gần 2 triệu lượt khách du lịch, vượt 33.2% kế hoạch mục tiêu đã đề ra, và các cái chỉ tiêu khác như là tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi ra lớp thì đạt và vượt mục tiêu nghị quyết. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập tiểu học 4 tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở thì chúng ta đều hoàn thành kế hoạch theo cái kế hoạch đã đề ra. Rồi là về cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thì cơ bản là
được giữ vững. Vâng, thưa đồng chí, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội thi đua yêu nước với chủ đề Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội thi đua yêu nước. Vậy thì đồng chí có thể cho biết ý nghĩa cũng như là nội dung của đợt phát động thi đua này. Năm 2024-2025 là năm có năm bản lề hết sức là quan trọng. Thứ nhất là kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kỷ niệm 130 năm năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu và kỷ niệm 78 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời thi đua ái quốc. Thì và hơn nữa là các cấp các ngành tập trung phấn đấu hoàn thành các cái mục tiêu nghị quyết đề ra, mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng đề ra. Với cái mục tiêu mục đích như vậy thì hiện nay thì các cái mục tiêu nghị quyết trong phạm vi toàn tỉnh đã hoàn thành được 46 trên 53 cái chỉ tiêu thành phần. Đấy, còn 7 chỉ tiêu là khó đạt. Thì trong cái thời gian tới thì cơ quan thường trực thi đua là tiếp tục tham mưu cho Ủy ban tỉnh để chỉ đạo thực hiện, chỉ đạo các cấp các ngành, các cơ quan ban ngành đoàn thể trong toàn tỉnh và các cấp ủy chính quyền địa phương các huyện phấn đấu làm sao mà những cái chỉ tiêu đã đạt thì tiếp tục là phấn đấu để nó chất lượng hơn nữa, rồi những cái chỉ tiêu mà còn khó đạt thì tập trung các cái giải pháp để chỉ đạo thực hiện tốt, đảm bảo phấn đấu tới năm 2025 là sẽ đạt được các cái mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Dạ vâng, thưa đồng chí, là trong thời gian tới để phát động các phong trào thi đua cũng như là thực hiện công tác thi đua khen thưởng ở trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng thì tỉnh sẽ tập trung vào những cái giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm gì ạ? Trong thời gian tới chúng ta cần thực hiện tốt một số các nhiệm vụ cụ thể như sau. Thứ nhất là phải rà soát các cái mục tiêu nghị quyết, xem là các cái mục tiêu nghị quyết phần nào mà đã đạt rồi thì chúng ta tiếp tục phấn đấu để đạt cho nó tốt. Thế còn những cái mục tiêu nào mà chưa đạt thì cần các cái giải pháp để chỉ đạo thực hiện làm sao mà đảm bảo hiệu quả và đạt được mục tiêu nghị quyết. Thứ hai là muốn kết quả mục tiêu nghị quyết đạt được thì người đứng đầu ở mỗi cấp mỗi ngành cần phải sát sao công việc và thực hiện tốt cái rà soát các cái mục tiêu nghị quyết. Nếu mục tiêu nào nghị quyết nào chưa đạt thì chúng ta phấn đấu để cho đạt. Và cần phải cả hệ thống chính trị và các cái thành viên trong cơ quan đơn vị phấn đấu để vào cuộc để thực hiện các mục tiêu để đạt được nghị quyết đó. Thứ ba là cần có các cái giải pháp huy động các cái nguồn lực để làm sao mà những cái chỉ tiêu mục tiêu về kết cấu hạ tầng thì phải có những cái nguồn lực thỏa đáng để đảm bảo đạt được các cái mục tiêu nghị quyết đó. Thứ tư là động viên khích lệ kịp thời cán bộ công nhân viên chức trong mỗi cơ quan đơn vị cùng thực hiện tốt cái nhiệm vụ thi đua để đảm bảo đạt được cái mục tiêu nghị quyết đã đề ra. Vâng, một lần nữa cảm ơn đồng chí với những thông tin chia sẻ vừa rồi. Trong thời gian vừa qua, Hội Cựu chiến binh huyện Tân Uyên đã nhận ủy thác qua phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ do hội quản lý trên 127 tỷ đồng cho trên 1.800 hộ hội viên cựu chiến binh được vay vốn. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện và động lực khích lệ cựu chiến binh mạnh dạn đầu tư, tích cực lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, có phần tích cực làm cho số hộ khá giàu của huyện tăng lên, số hộ nghèo giảm đáng kể. Thực hiện chính sách nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc dự án 5 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2021 đến nay,
huyện Mường Tè được Ủy ban Nhân dân phân bổ nguồn vốn trên 27 tỷ 700 triệu đồng. Huyện đã triển khai hỗ trợ cho 824 hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó xây mới nhà ở cho 561 hộ, sửa chữa nhà ở cho 263 hộ. Thông qua số tiền được hỗ trợ cộng với vốn tích lũy, các hộ gia đình đã xây dựng sửa chữa nhà ở đảm bảo ba cứng, nền cứng, khung tường cứng, mái cứng, tuổi thọ nhà đạt 20 năm trở lên. Từ chính sách hỗ trợ Đảng, Nhà nước, nhiều hộ gia đình đã có thêm động lực vượt qua khó khăn, xây mới sửa chữa nhà ở, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.